Chương trình đọc truyện đêm khuya. Truyện ngắn Chiếc bánh diệu kỳ. Tác giả Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Người triệu phú chầu vua từ hoàng cung trở về, thấy người thôn dân đang ăn một loại bánh chiên bằng bột chua. Y thèm quá, định thò tay vào túi lấy ra một vài xu lẻ, nhưng rồi y tự nghĩ, mua ăn như thế này thì hoang phí quá, hãy cố gắng nhịn đói cho đến nhà. Sự thèm muốn thúc bách làm cho bụng y đói cồn cào, nước miếng chảy ra. Tuy thế, bước chân lên bục cửa, ý nghĩ khác lại nảy sinh. Nếu ta nói muốn ăn bánh chiên thì có nhiều người cùng muốn ăn, sẽ tốn kém biết bao về gạo, bột và đường. Thế là vị đại triều phú không dám nói ra với ai. Y cố gắng ép sự thèm muốn, nhưng miếng bánh chiên trong chảo cứ hiện ra ám ảnh y. Vị đại triều phú đi đi lại lại, sắc da mỗi lúc vạng bệch, mạch máu nổi lên có vòng, tim đập liên hồi, mồ hôi tay rịn ra. Cuối cùng không chịu được, y bước vào phòng, nằm co ro trên giường. Miếng bánh chiên lại hiện ra, bây giờ lại nhảy múa với sắc vàng lóng lánh. Vợ người triệu phú thấy chồng sắc da từ thắm hồng sang vàng, từ vàng sang tái xanh, mồ hôi tuôn ra từng giọt, nước miếng theo nhau chảy nhiễu thành dòng, bèn đến bên xoa lưng, quạt mát rồi ân cần hỏi. Đi đường xa nắng mệt, chắc ông bị cảm mạo rồi đây. Đại triều phú lắc đầu. Cảm mạo không làm gì nổi ta, bà biết đấy. Người vợ cảm thấy yên tâm hỏi tiếp. Thấy ông không được thoải mái, hay đức vua đã nói một điều gì làm cho ông không hài lòng? Không, không phải thế. Đức vua không có liên hệ gì ở đây. Người vợ cứ chất vấn. Con trai, con gái, có đứa nào ngỗ nghịch khó dạy đã làm ông phiền lòng hả? Chúng khó dạy thì đánh, thì mắng, thì đuổi cổ nó ra đường cho đỡ tốn cơm, tốn áo. Vị triều phú nói một hơi. Chúng là cái thá gì mà làm phiền tới tôi được? Nô tỳ, kẻ làm công, có ai không chu toàn công việc à? Đại triều phú cảm thấy tưng tức. Chúng thì như là đôi dép cũ, chiếc áo rách, xài không được thì quẳng đi thôi. Vậy thì tôi chắc tôi đã có gì không phải với ông rồi. Không, không phải thế. Vị triều phú phân trần. Bà là một người biết lẽ sướng tùy phu phụ, chưa có khi nào một điều gì mà tôi trách bà được. Người vợ ngạc nhiên nhăn mày suy nghĩ hồi lâu, chợt bà hỏi chỉ vừa đủ nghe. Hay ông có một sở thích, một ham muốn, một khát ái nào chưa thỏa mãn chăng? Miếng bánh chiên trong chảo bằng bột chua lại hiện ra, nhảy múa như khiêu khích. Vị triệu phú nuốt một cái ực, nhưng sợ tốn kém, ông vẫn im lặng. Người vợ lại xoa lưng quạt mát, giọng hờn trách. Vợ chồng là bạn đường dài, vui khổ có nhau, tối lửa tắt đèn, hộ trì nâng đỡ nhau, là kẻ cùng nói cho nhau nghe những điều khó nói. Nay ông có chuyện kín trong lòng mà không chịu nói ra, thì ông đã coi tôi như kẻ xa lạ mất rồi. Thấy vợ hờn mát, vị triều phú chống tay ngồi dậy, cố gắng nuốt một hơi, rồi nói như làn gió vất qua ngọn lá. Ta sẽ nói bà, nói như thế này này. Có một thèm muốn đang thúc bách ta. Ôi, ta thèm làm sao một chiếc bánh chiên bằng bột chua
mà người thôn dân kia ăn trên đường khi ta từ cung vua trở về. Đại triều phú kể chuyện lại, người vợ ồ lên một tiếng, muốn cười mà không dám cười. Chỉ có thế mà không chịu nói, ông là đại triệu phú tiền rừng bạc mề, nay tôi sẽ làm loại bánh chiên ngọt kia và dọn cho cả toàn thể mọi người trong thị trấn này cùng ăn nhé. Đại triệu phú nhíu mày, bà nói cái gì ghê gớm vậy, cho cả thị trấn, chúng cần phải làm mới có ăn. Tôi sẽ dọn đầy đủ cho mọi người trong cùng một đường phố vậy, người vợ nói. Đại triệu phú bĩu môi nói mỉa mai, tài sản của bà còn hơn tài sản của một ông vua giàu sang nhỉ. Thế thì tôi sẽ làm cho mọi người trong nhà cùng ăn. Đại triệu phú xua tay, thôi thôi, thế là hoang phí hết sức. Vậy thì ta hãy làm vừa đủ cho con cái nó ăn. Đại triệu phú lại gắt, sao bà lại đem chúng vào đây? Người vợ đấu dịu lại, thế thì cho tôi và ông cũng được, sao lại có ở trong đó bà nữa? Vợ triệu phú ngoan ngoãn gật đầu, phải rồi, tôi sẽ làm cho một mình ông ăn thôi. Đại triệu phú mỉm cười hài lòng, lại nhỏ giọng, nhưng mà bà này, làm ở tại đây không được đâu. Những ông sa môn, đạo sĩ, con cái, nô tỳ, người làm công dòm ngó, chúng sẽ chờ đợi để xin ăn, ta sẽ làm nơi kín đáo. Người vợ gật đầu bước đi, triệu phú còn kêu lại dặn dò, bà hãy đến nơi chỗ gạo thừa, để ra những hạt nguyên, chỉ lấy những hạt gạo vụn rồi đem xay, xong rồi đừng khô động, lấy lò và chảo, một ít sữa, bột, đường cục, nhớ là thứ đường để dành cho ngựa ăn nha. Rồi chúng ta sẽ cùng lên tầng lầu thứ 7, chiên tại đó. Chiên xong, thế là hết phần việc của bà, hãy để phần việc còn lại cho ta. Người vợ làm y lời, đại triệu phú bước lên tầng lầu thứ nhất, khóa cửa bằng chút sắt kiên cố. Leo lên tầng lầu thứ 2, khóa cửa bằng chút sắt kiên cố. 7 tầng lầu đều khóa 7 lớp như thế. Người vợ đốt lửa trong lò, đặt chảo lên, với đầy đủ bột, sữa, đường, mật ong, bắt đầu làm bánh chiên. Bậc đạo sư vào buổi sáng, với thiên nhãn siêu nhân thuần tịnh, thấy rõ tất cả mọi việc xảy ra ở gia đình vị triều phú. Ngài nói với trưởng lão Mục Kiền Liên, cách Vương Xá Thành khoảng vài do tuần về phía bắc có một thị trấn. Này đại mục Kiền Liên, ở đấy có người triệu phú Hà Tiện, y thèm một chiếc bánh bằng bột chua, sợ tốn kém, sợ hao hụt tài sản, sợ người khác cùng ăn, nên nói vợ chiên bánh nơi tầng lầu thứ 7, lối lên bằng 7 lần cửa khóa kiên cố. Này đại mục Kiền Liên, ngươi hãy đến đó nhiếp phục và hóa độ triệu phú ấy, rồi dùng thần lực đem cả hai vợ chồng cùng với tất cả bánh, sữa, bột, mật, đường cục về đây. Hôm nay Như Lai cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị ngồi tại kỳ viên sẽ ngỏ chai bằng những chiếc bánh chiên ngọt ấy. Cúi đầu đảnh lễ đức đạo sư, đại mục Kiền Liên vận thần thông lực, trong nháy mắt đã đến được kinh thành. Trước cửa sổ căn lầu thứ 7 của triệu phố Hà Tiện, tôn giả Mục Kiền Liên hiện ra sừng sững giữa hư không với đại y trang nghiêm như một bức tượng vàng chói lọi. Vị đại triệu phố giật thót mình, trái tim xúc động mạnh, mồ hôi rỏ lóc tông, tự nghĩ ta sợ như vậy nên đã lánh lên đây, nhưng y cũng theo ta đòi xin những chiếc bánh chiên. Y nói, này ông sa môn có thần thông, đứng giữa hư không như vậy có được gì đâu, dẫu cho ông có đi kinh hành qua lại, ông cũng không được gì.
tôn giả Mục Kiền Liên thay đổi oai nghi, vạch một đường bằng bạch ngọc giữa không gian, rồi đi kinh hành qua lại. Đi kinh hành như vậy mà làm gì, vô ích thôi. Đại triều phú lắc đầu nói tiếp, dẫu ông có ngồi kiết già như Phạm Thiên, ông cũng không được gì. Đường bạch ngọc lóe lên rồi tắt. Tôn giả Mục Kiền Liên an nhiên ngồi kiết già, quanh thân tỏa hào quang như mảnh trăng rằm chiếu sáng. Vị triệu phú đã thấy ớn trong người nhưng vẫn nói cứng, kiết già giữa hư không kia ư? Cũng vậy thôi, dẫu ông có đứng lọt trong cái lỗ thông hơi, ông cũng không được gì. Bức tượng kiết già châu báu giữa hư không biến mất thành lỗ thông hơi nhỏ bằng con chim có thể bay lọt. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên ôm bát đứng uy nghi, trong lúc lỗ hổng kia không lớn ra mà ngài Mục Kiền Liên cũng không nhỏ lại. Vị triệu phú đã sợ hãi, giọng nói đã mất bình tĩnh. Tài đấy, giỏi, giỏi đấy, ông Sa Môn à, nhưng nếu ông có phun khói, ông cũng không được gì. Câu nói vừa dứt, khói từ lỗ hổng tràn vào cuồn cuộn. Lát sau, cả tòa lâu đài như ngập trong biển khói. Đôi mắt vị đại triệu phú cay xè, bút đau, nước mắt nước mũi tuôn ra. Y không còn dám nói, dẫu cho có lửa đốt, ông cũng không được gì. Nhưng tự nghĩ, không có gì mà ông Sa Môn này không làm được. Dẫu mặt trời bỏ trong lòng bàn tay, ông ta quả thật là gan lì, nếu không cho thì hắn sẽ không bao giờ đi. Đợi cho khói tan loãng, ông quay ra bảo vợ, này bà, hãy chiên cho ông Sa Môn gan lì kia một cái bánh nhỏ, thật nhỏ, rồi tống y đi. Người vợ lấy một tí bột bỏ vào chảo, chiếc bánh chợt phồng lên làm đầy miệng chảo. Vị triệu phú nghĩ rằng vợ mình đã bỏ nhiều bột, tức giận nhìn vợ, rồi khẽ nhấc đầu chiếc muỗng khoắng một tí bột, lạ lùng thay, bánh lại phồng lên to gấp đôi chiếc bánh trước. Vị triệu phú hừ một tiếng cho bột dính một xíu ở đầu que, búng vào trong chảo. Lạ chưa, chiếc bánh uốn mình lên nhúc nhích phồng ra mãi, to gấp ba lần chiếc bánh thứ nhất. Lộn ruột, sôi gan, vị triệu phú kêu ồm ụp trong cổ họng, hằn học làm một chiếc bánh khác, cho đến khi bột chỉ còn bằng cái hạt mè, bằng một tí bụi có thể dính được trên đầu ngọn cỏ. Thế mà chiếc bánh vẫn cứ ngang ngạnh phình ra to lớn hơn mãi. Ông triệu phú nản chí, ngồi phịch trên chiếc ghế. Này thôi bà ơi, lấy cho y một cái nào đó cũng được. Rồi đại triệu phú than dài, ôi cái ông Sa Môn thi gan với ta, mà chiếc bánh cũng muốn thi gan với ta nữa. Vợ đại triệu phú lấy một chiếc bánh từ giỏ ra. Kỳ lạ chưa, tất cả bánh đã dính liền với nhau, bà đã cố tách ra nhưng không được. Vị đại triệu phú thấy vậy bước tới, cả hai người cùng dùng hết sức lực kéo bánh, nhưng vô ích, bánh đã dính làm một. Mồ hôi toát ra ướt đầm cả áo, bao nhiêu sự thèm muốn biến mất. Vị triệu phú thở hổn hển, giọng lạc hẳn đi, ta không còn muốn ăn nữa. Này bà, hãy thí hết, hãy thí tất cả những bánh trong giỏ cho y đi. Ôi cái lũ bánh trời đánh. Người vợ làm theo, đem cả giỏ bánh bố thí. Đại trưởng lão Mục Kiền Liên sau khi thọ nhận, rải tâm tử bi như chiếc bánh lớn hơn bao trùm cả không gian to rộng, khiến cho tâm tư hai vợ chồng triệu phú lắng dịu, mát mẻ, khinh an. Rồi cất giọng Phạm Thiên, ngài thuyết một thời pháp nói về công đức ba ngôi báu, kết quả rạng người như nhật nguyệt của sự bố thí. Do túc duyên nhiều đời kiếp, vị triệu phú nghe xong khởi tâm tịnh tín. Thưa tôn giả, ngài hãy đến đây, ngồi trên chiếc giường bằng bạc này mà độ thực. Tôn giả đại hiếu Mục Kiền Liên nói, này đại triệu phú,
ta chưa thể ăn. Hiện giờ đây Đức Chánh Đẳng Chánh Giác với đại chúng 500 vị tỳ kheo đang ngồi tại tịnh xá. Triệu phú và vợ có thể hoan hỉ không khi tự mình với bánh bột, sữa, đường, mật đi đến bên chân đạo sư? Vị triệu phú nghiêng mình cung kính: Thưa tôn giả, bậc đại thần thông, Đức Tôn Sư hiện giờ đang ở đâu? Tại kỳ viên tỉnh xá, cách đây 400 do tuần. Ôi xa quá là xa, thưa tôn giả, làm sao chúng ta đi đến đó mà không mất nhiều thì giờ? Đại Mục Kiền Liên mỉm cười như sự hé nụ của đóa hoa vô ưu. Nếu các người hoan hỉ thì từ đây đến đó chỉ trong thời gian mấy cái bước chân mà thôi. Vị triệu phú và vợ ngơ ngác. Với oai lực thần thông, đại hiếu Mục Kiền Liên nói: Ta sẽ làm cho đầu cầu thang vẫn nằm ở đây, nhưng chân thang sẽ ở kỳ viên. Triệu phú và vợ hoan hỉ bằng lòng, ngạc nhiên xiết bao khi họ vừa bước chân xuống cầu thang thì cửa tịnh xá đã ở ngay trước mắt. Đức Thế Tôn tại trai đường lúc ấy đang ngồi trên bảo tòa với đại chúng vây quanh. Đại triều phố cung kính đến đổ nước rửa tay cho Đức Phật và tăng chúng, rồi cúng dường tất cả bánh, sữa, bột, đường cục. Khi Đức Thế Tôn và 500 vị tỳ kheo dùng xong, triệu phú và vợ ăn cho đến thỏa thích, nhưng bánh cũng không hết. Mấy trăm kẻ tàn thực ăn cho đến căng da bụng, nhưng bánh vẫn còn dư thừa. Thấy chuyện kỳ lạ, một số vị tỳ kheo đến tâu với Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: Bánh kia là bánh của công đức. Ai không có nhân duyên với công đức này không thể nào dùng chúng. Vậy này hỡi các tỳ kheo, số bánh còn lại sẽ đổ xuống nơi cái hố hay một cái hang. Nay bên cạnh lớn của chùa Kỳ Viên vẫn còn dấu tích cái hang đó, tên gọi cái hang bánh chiên trong trào. Đức Thế Tôn dạy xong nói lời tùy hỷ với vợ chồng triệu phú. Cuối lời tùy hỷ, cả hai vợ chồng đều chứng quả dự lưu. Từ đấy về sau, hai vợ chồng đại triệu phú tinh tấn trong giáo pháp này như chiếc thuyền nhẹ qua bờ và an trú vững chắc vào đích đến. Họ cúng dường đến Tam Bảo những 8 ức tài sản. Tác giả: Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.